Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình xung đột ở tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Tình hình bàn cờ quân sự trên thế giới thì chúng ta vẫn thấy là mọi thứ đang rất là căng, chưa có cái gì để có thể hạ nhiệt được cả. Nhưng riêng ở tại Ukraine, sau khi mà Nga sử dụng tên lửa thế hệ mới tấn công vào lãnh thổ của Ukraine, đó là tên lửa siêu vật âm của Nga đúng không? Mà nó là tên lửa đạn đạo nữa. Thì ông Zelensky nằm trong cái trạng thái là không biết là bây giờ là phải đối phó với Nga như thế nào. Phương Tây thì ngồi trên chảo lửa. Quay ra không biết làm gì hơn ngoài cái việc là kêu gọi thế giới, toàn cầu cùng nhau hợp sức để đánh chặn tên lửa của Nga. Bây giờ là kêu gọi thế giới, cả thế giới rồi. Không phải chỉ riêng phương Tây nữa, mà kêu gọi cả thế giới cùng hợp sức để đánh chặn tên lửa của Nga. Nhưng mà chặn làm sao nổi. Đây là vũ khí kỹ thuật thế hệ mới. Trên thế giới chưa có vũ khí tương tự. Chưa có một lá chắn phòng thủ nào trên thế giới có thể đánh chặn được cái dòng tên lửa này cả. Nếu như các hệ thống phòng không của phương Tây thế giới có nhả đạn thì cũng chỉ là bắn pháo hoa để chào mừng tên lửa của Nga đi tới mục tiêu thôi. Đó. Sau khi mà tấn công xong thì ai cũng biết rằng đây là một thông điệp cứng rắn mà Tổng thống Putin gửi phương Tây rồi, tốt nhất là đừng cố gắng mà vượt qua làn danh đỏ và thách thức làn danh đỏ của Nga. Thế thôi. Còn các mục tiêu ở tại châu Âu thì cũng chỉ mất chưa đến 20 phút thì cái mục tiêu ở châu Âu đã bị xóa sổ rồi. Và Tổng thống Putin gửi một thông điệp rất rõ. Phương Tây rút lui hoặc là Nga có quyền tấn công vào căn cứ quân sự của Anh và Mỹ. Đấy cơ ông, tính toán nào tính toán. Còn thực trạng của Ukraine ngày hôm nay thì các tướng lĩnh cũng thừa nhận là quân đội của họ trước bờ vực của sự sụp đổ rồi còn đâu nữa. Còn ngài Medvedev thì vạch ra cái lộ trình để chấm dứt xung đột ở Ukraine ngày hôm nay. Cựu thủ tướng Nga Medvedev trả lời phỏng vấn với báo chí được công bố rằng là xung đột giữa Moscow và Kiev có thể nhanh chóng kết thúc mà không gây thêm thương vong nếu NATO tỉnh táo lại và từ bỏ chính sách hiếu chiến với Nga. Phương Tây tập thể bây giờ không chỉ là thực hiện là hiếu chiến nữa, mà vẫn đi theo con đường là thù địch, chống Nga tới cùng cơ, nhưng mà chống Nga thông qua người Ukraine thôi. Và Zelensky ngày càng thể hiện rất rõ là họ bản thân ông ta đang phá hoại toàn diện đất nước của mình và đưa những công dân của mình ra chiến trường chết một cách vô ích. Ngài Medvedev hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh của Nga cho biết là việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận đã khiến khối do Hoa Kỳ lãnh đạo trở thành một bên trực tiếp tham gia cuộc xung đột. Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS cùng với tôm xây đầu để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Moscow đã đáp trả bằng một cuộc tấn công bằng tên lửa thế hệ mới. Vậy là con đường chấm dứt xung đột ngày hôm nay chìa khóa đang nằm ở phương Tây. Nhưng với những động thái gần đây phương Tây đang hành động, thì con đường bước vào đàm phán gần như là không còn tồn tại nữa. Nga buộc phải sử dụng chiến dịch quân sự để đạt được mục tiêu của mình thôi. Còn nghị định về học thuyết hạt nhân đổi mới của Nga có thể coi là tín hiệu gửi tới phương Tây một cách rõ ràng nhất. Ngày hôm nay không chỉ là Nga bị tấn công hạt nhân thì Nga mới kích hoạt hạt nhân được, mà sử dụng vũ khí thông thường thôi thì Nga cũng đã có quyền sử dụng vũ khí nhân rồi. Sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin về việc cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga có thể coi là tín hiệu gửi tới phương Tây, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Tất nhiên thì ở đây không có sự tình cờ nào mà chỉ có một quy luật duy nhất ở Peskov. Nói trong một cuộc phỏng vấn với báo chí khi trả lời câu hỏi tương ứng, đoạn video được đăng tải trên Telegram của nhà báo. Mặc dù Tổng thống Putin đã đưa ra chỉ thị chuẩn bị những thay đổi nhằm điều chỉnh học thuyết của chúng ta này cho phù hợp với điều kiện của cuộc đối đầu ấy, hiện nay do các nước phương Tây kích động, tuy nhiên thì Tổng thống Putin cần phải đáp trả trước sự leo thang chưa từng có, chủ yếu do chính quyền Washington sắp bãi nhiệm gây ra nhằm phá hoại tiến trình hòa bình của một chính quyền mới là Donald Trump. Nga phải đáp trả sự leo thang chưa từng có của phương Tây. Tổng thống Putin cần phải đáp trả sự leo thang chưa từng có, chủ yếu do chính quyền sắp mãn nhiệm của Washington. Và đây là hành động mà Nga sẽ tự vệ để bảo vệ lợi ích an ninh hợp pháp của chính mình. Và những bước đi liều lĩnh của phương Tây đang thách thức làn danh đỏ của Liên bang Nga. Và khi mà phương Tây vẫn tiếp tục đi theo con đường leo thang, Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả tương xứng. Còn quân đội của Nga cũng tấn công các sân bay và xưởng sản xuất
sản xuất và chứa UAV của lực lượng vũ trang Ukraine. Không quân và pháo binh của Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự cũng như là xưởng sản xuất và lưu trữ máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine, Bộ Phòng Nga đưa tin. Các hoạt động hàng không chiến thuật, tấn công bằng máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã làm hư hại cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, xưởng sản xuất và khu cất giữ máy bay không người lái. Ngoài ra thì Nga cũng giáng những đòn vào những nơi tập kích nhân sự này và thiết bị quân sự ở 141 khu vực khác nhau. Cuộc chiến tiêu hao trên toàn bộ chiến tuyến và lãnh thổ của Ukraine, Nga đang thực hiện một cách có hiệu quả, có hệ thống, mà phương Tây thì chưa có giải pháp để bảo vệ cơ sở hậu cần và binh sĩ Ukraine ở ngoài chiến trường. Và cái kế hoạch giải vây cho tình hình trên chiến trường cũng chưa có gì được cho là hiệu quả cả, mà mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, tỉnh Rostov, đó là Rostov ở Nga ấy, đang trở thành mục tiêu của tên lửa ATACMS sau khi mà Ukraine đã tấn công vào Bryansk, vào cốt của Nga. Thì bây giờ đưa khu vực Rostov-on-Don trở thành mục tiêu tiếp theo. Trong khi đó thì ATACMS của Mỹ sản xuất tấn công vừa qua thì không hiệu quả, mà hệ thống phòng không S-400 của Nga đã bắn hạ 5 quả, một quả bị hư hại rất nặng và không gây thiệt hại về người cũng như là cơ sở vật chất. Nếu như Ukraine tiếp tục sử dụng loại tên lửa này để tấn công vào lãnh thổ của Nga thì chưa biết là phía Nga sẽ đưa ra những phản đòn như thế nào, nhưng điều chắc chắn là phương Tây sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ trong những cuộc tấn công tiếp theo. Ukraine bất ngờ vỡ trận nhanh chóng ở tại Kherson. Nga thọc những lưỡi dao sắc bén vào toàn bộ phòng tuyến của Ukraine. Đây mới là cái mà Ukraine cần được phương Tây hỗ trợ. Tuy nhiên, phương Tây lại chưa có một biện pháp nào hỗ trợ cho việc này. Quân đội Nga đã chọc thủng phòng tuyến Kherson, để lính Ukraine cho biết đối phương sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển để bắn tỉa mọi mục tiêu khi họ ở trên cao và nhìn rõ mọi thứ ở bên dưới. Các đơn vị xung kích của quân đội Nga đã tiếp cận các khu vực trung tâm Kherson và nhà máy vật liệu chịu lửa nằm trong khu công nghiệp này. Có vẻ như đây là thành công lớn nhất của họ tại các thành phố trong thời gian gần đây. Nga đã gây ra những bất ngờ cho đối phương. Các nhà quan sát độc lập ấy, viết rằng là tình hình ở tại mặt trận Kherson đã trở nên tồi tệ hơn với quân đội Ukraine trong những ngày gần đây, mà không rõ lý do. Thật là bất ngờ để lực lượng của Moscow đã tiến vào ngoại ô các quận và tiếp cận trung tâm thành phố, đó là Kherson. Toàn bộ mặt trận Donbass đang trở nên khó khăn hơn. Lực lượng Nga đã chọc lưỡi dao sắc bén tạo đột phá lớn trên chiến tuyến Donbass. Trong bối cảnh mặt trận Kherson đang nóng lên thì các trận đánh đột ngột trở lên ác liệt, thì cách đây vài ngày thì lực lượng của Nga đã đạt được những bước tiến đột phá ở tuyến phòng thủ Kherson. Ngày hôm nay Ukraine ở góc độ là phòng thủ thôi, nó còn gặp khó khăn khi mà Nga đang tung những cái đòn mạnh mẽ trong cái chiến thuật là vây lấn tấn diệt. Mải mê của Ukraine trong vòng hơn 2 tháng qua vẫn là đi giải vây ở chiến trường, nhưng có giải vây được đâu. Còn chỉ huy Ukraine đưa ra dự báo khủng khiếp về chiến sự. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí thì chỉ huy quân đội của một tiểu đoàn Ukraine thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cho biết là quân đội Nga sẽ nắm quyền kiểm soát khu vực Donbass trước mùa đông và giải phóng toàn bộ Donbass, nắm giữ Donetsk trước mùa đông và giải phóng toàn bộ Donbass trong mùa đông năm nay. Ông nói rằng tầm nhìn cá nhân của tôi là họ sẽ đóng cửa khu vực Donetsk trước mùa đông, nắm quyền kiểm soát và sau đó có lẽ sẽ tiến hành một cuộc đàm phán. Tuần này thì cố vấn của người đứng đầu Donetsk nói rằng lực lượng vũ trang của Ukraine đang phải chịu thất bại hoàn toàn trên toàn bộ chiến tuyến. Theo Bộ Quốc phòng thì trong tuần qua quân đội Nga đã giải phóng 7 khu định cư ở tại Donetsk. Về phía Ukraine, thiệt hại hơn 14.000 người đã bị chết trong vòng một tuần ở mặt trận Donbass. Thiệt hại của quân đội Ukraine lên tới hơn 14.000 binh sĩ. Thế mà đến ngày hôm nay thì ông Zelensky lại đi kêu gào là cả thế giới cùng nhau chung tay
để đánh chặn tên lửa của Nga. Trong khi thế giới thì chưa có bất kỳ một vũ khí nào có thể đánh chặn được tên lửa siêu vật âm của Nga. Phương Tây tập thể cũng nhìn cái tình cảnh đấy mà bất lực thì làm gì được, khi mà quân Nga vẫn đang tiến lên một cách đó là hiệu quả trên toàn bộ chiến tuyến. Tổng thống Ukraine chia sẻ rằng tên lửa siêu vật âm mới của Nga có thể bị đánh chặn, có thể bị đánh chặn. Dù Nga tuyên bố loại tên lửa này do họ mới phát triển là không thể bị đánh chặn, nhưng Tổng thống Zelensky cho rằng điều này là không đúng, không đúng thì mang ra mà chiến đấu thôi. Tổng thống Zelensky cho biết trong một bài phát biểu rằng đã có các hệ thống phòng không có thể đánh trả bắn hạ thành công các tên lửa của Nga ấy, và tên lửa đạn đạo ICBM ấy, mới của Nga ấy. Nga lần đầu tiên phóng loại tên lửa này và đã là một cái thông điệp cứng rắn gửi tới cho Mỹ và Anh. Nhưng mà Zelensky thì vẫn tin tưởng có những lá chắn phòng không tối tân của phương Tây do Mỹ sản xuất có thể giúp cho Ukraine bắn hạ được tên lửa của Nga. Nhưng đấy cũng chỉ là cái mong muốn rằng là Ukraine sẽ có nhiều lá chắn phòng không hơn thôi. Chứ bản thân ở tại Ukraine ngày hôm nay, Nga đâu đã cần phải sử dụng loại tên lửa đấy đâu. Vừa rồi quyết định sử dụng loại tên lửa siêu thanh đó là một thông điệp tự động gửi tới cho phương Tây thôi. Chứ nó không phải là động thái để Nga có thể sử dụng loại tên lửa này. Loại tên lửa này của Nga để tấn công các mục tiêu ở tại châu Âu, chứ không phải các mục tiêu ở tại Ukraine. Ở tại Ukraine, Nga sử dụng Kinjal, sử dụng Iskander, sử dụng Rincon là đã đủ lắm rồi. Đó. Dòng tên lửa mà mang theo 6 đầu đạn, có thể là hạt nhân và cũng có thể là đầu đạn thường. Nhìn cái uy lực nó giáng xuống mục tiêu, trong những cái video được quay lại thôi, chúng ta đủ biết là phương Tây tập thể không thể đánh chặn được nó. Làm sao có thể đánh chặn được? Cho nên là tiến trình của thế giới thay đổi từ đơn cực sang đơn cực là tất yếu. Không thể đảo chiều được. Không thể nào thế giới này tiếp tục này bị Mỹ gây áp lực lên ý chí lên các dân tộc khác được. Liên minh quân sự mạnh nhất là tấm khiên NATO bây giờ đang vỡ vụn trước Liên bang Nga gì nữa. Còn các hành động vừa qua của Mỹ, của Anh và của Pháp, nó đang thể hiện là kết liễu Ukraine, không còn tồn tại trên vũ đài quốc tế nữa. Còn ngài Medvedev cũng cảnh báo người châu Âu là hãy ngừng ủng hộ chiến tranh ở tại Ukraine nếu như không muốn biến vùng đất của mình trở thành hoang mạc, không còn sự sống. Thì cần phải biết rằng chấm dứt xung đột ở tại Ukraine theo điều kiện của Nga là con đường tốt nhất cho Ukraine ngày hôm nay và cho châu Âu ngày hôm nay, chứ không phải tiếp tục thực hiện chính sách thù địch nhằm chống lại Nga tới cùng thông qua Ukraine. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.